gì chị? Cái gì chị Mai bán nè? Ở chung hết rồi. Bán siêu nhân rồi phải không? Ờ, siêu nhân rồi.
nguyên vậy nè, lấy cho em chị nhắn tin đi, ui nhắn tin hết rồi, chị địa chỉ đi ha, để em đi liền cho chung sườn ngoài phải không? À, sườn già. Rồi gấp lên đi.
đuổi ra 200 ngàn cái cây lớn 100 ngàn hả? Rồi cái đuổi đi rồi đi rồi 100 ngàn cô
con gái. Bằng xíu thôi không chị? Không gì à, xíu 300 ngàn ký ngon. Đúng không chị? Ừ. 50 coi đỏ chưa? Dạ, dạ, dạ. Cho mấy bình nước chắc. Dạ, để cho chị đem cho. Bao nhiêu nữa? 50 cặp. Hay rồi. Mày. Biết ăn thôi, dịch quay Vĩnh Phong, hay quay thì cũng mai ha. Ờ, đó thì thế không? Dạ, đúng rồi, vậy đúng rồi chị. Bán chị 130 đồng. Cái gì? Mua 220 anh ơi. Quay con heo sữa gì mẹ nghe Thành thì đó bà 7:07 lấy đó chứ con sao vậy em làm biếng quá bành đi quá bành nhé con cái lò hả lò lớn hả cái nước gì nhiều chút rồi.